tải mã trào lưu nail box. Trong thời gian gần đây, các chị em mê nail quan tâm đến một loại hình làm nail mới, cực tiện lợi, đó chính là nail box. Thực ra, hình thức nail này đã có từ nhiều năm trước, nhưng cho tới gần đây, nó mới được phát triển lên một cách tiện dụng và đi theo nhu cầu của khách hàng. Hôm nay hãy cùng Gua Nail School khám phá nhanh trào lưu nail box này nhé! Nail box là gì? Nail box chính là những hộp móng giả, được trang trí, sơn vẽ theo từng chủ đề, thiết kế riêng theo từng yêu cầu của khách hàng. Hoặc có những nơi, sẽ có một bộ sưu tập các mẫu mã đa dạng nhiều phong cách khác nhau, bạn có thể lựa chọn và order vài bộ cho riêng mình. Một bộ nail box sẽ bao gồm một bộ móng giả gồm 10 móng, cho đôi bàn tay hoặc đôi bàn chân của bạn, rũa móng, keo dán móng hoặc miếng dán móng. Các loại móng trong nail box đã được rũa form sẵn, sơn màu, đính đá vẽ trang trí tùy ý. Bạn chỉ cần gắn chúng lên tay là đã có ngay một bộ nail sinh hoàn chỉnh rồi. Với sự phát triển của nail box hiện nay, bạn đã có thể order một bộ nail vừa vặn với bộ móng của mình. Vì các cửa tiệm, thợ nail sẽ làm theo kích thước của riêng bạn, và có nơi còn nhận lên mẫu nail theo ý tưởng gợi ý của bạn nữa đó. Giá cả của chúng cũng không quá đắt đỏ, rất hợp lý vì bạn có thể tái sử dụng bộ nail này được nhiều lần. Những ưu điểm khi sử dụng nail box. Ưu điểm dễ nhận thấy để mọi người tìm tới nail box đó chính là sự tiện dụng. Khi bạn không có nhiều thời gian để ngồi làm nail, hay muốn hạn chế hóa chất lên móng tay thì có thể sử dụng nail box. Bạn sẽ tiết kiệm thời gian, vì chỉ mất khoảng 10 phút để gắn xong móng giả lên tay, rũa lại một chút là đã có ngay một bộ nail ưng ý để diện. Hơn nữa, sau khi sử dụng xong, bạn có thể tháo ra tùy thích, gọn lẹ và cất lại để tái sử dụng cho các lần sau. Điều này không thể có được ở phương pháp làm nail thông thường, đúng không các chị em? Và bạn có thể thử nhiều kiểu móng khác nhau, đa dạng các kiểu mẫu trong thời gian ngắn. Chỉ cần hai thao tác, tháo ra gắn vào là xong. Và dĩ nhiên nó cũng sẽ giúp bạn bảo vệ được móng tay chắc khỏe hơn, hạn chế hư hại móng. Những cô nàng mong muốn có một bộ nail xinh đẹp cho một dịp đặc biệt, nhưng không muốn làm nail quá lâu, chỉ dùng trong thời hạn ngắn thì chọn nail box là phương án hợp lý nhất. Sử dụng nail box như thế nào? Trước hết, bạn cần đo size móng, lựa chọn mẫu và order một bộ nail box cho riêng mình. Cách đo size móng như sau. 1. Đặt thước nằm ngang để đo chiều rộng của móng, đặt thước ở nơi rộng nhất của thân móng. 2. Đo theo thứ tự từ ngón cái đến ngón út và ghi lại kết quả. 3. Tiếp tục đo chiều dài móng, đo từ chân móng cộng thêm phần dài móng mong muốn vào nữa nhé. Ví dụ, bạn đo móng được 1cm, nhưng muốn móng dài thêm 0.5cm thì ghi vào chiều dài là 1.5cm nhé. Sau khi có hộp nail box, bạn sẽ sử dụng chúng như sau. Cắt ra và rũa móng lại cho sạch sẽ trước, rũa sơ bề mặt móng để keo bám tốt hơn. Ướm lại các móng vào tay và rũa lại để cho vừa với form trên tay thật. Dùng tuýp keo hoặc miếng dán có sẵn trong nail box dán lên móng tay của bạn. Không nên dán ít keo quá vì sẽ làm móng dễ bong chóc. Khi dán keo xong thì đặt móng giả lên và giữ chặt trong 10-15 giây để móng khô hoàn toàn. Vậy là bạn đã có được một bộ nail thật xinh xắn và tiện lợi chỉ trong vài bước đơn giản rồi phải không nào? Nail box có bền không? Độ bền của nail box trung bình sẽ từ 1-2 tuần nếu bạn sử dụng keo dán móng. Có nhiều người ít đụng nước, không va chạm mạnh thì có thể dùng được gần 4 tuần. Còn với những ai dùng băng dính dán móng, thì chỉ dùng được trong những dịp đặc biệt như sự kiện, tiệc tùng, đi chơi, vì nó chỉ giữ được khoảng 1-2 ngày. Rất phù hợp cho những ai không muốn để móng dài trong sinh hoạt hàng ngày. Khi bạn tháo móng cẩn thận và bảo quản chúng tốt trong quá trình sử dụng, bạn có thể tái sử dụng nail box thêm vài lần nữa đó. Mua nail box ở đâu? Hiện nay, bạn không khó để tìm mua nail box với đủ các kiểu mẫu khác nhau. Theo chủ đề như Giáng sinh, Tết, Halloween, cho tới các kiểu dáng vintage, dễ thương, sang trọng hay cầu kỳ. Bạn có thể tìm các shop kinh doanh nail box trên Shopee, Facebook, Instagram hay liên hệ tại những tiệm nail, thợ nail có nhận dịch vụ này. Nail box quả là một hình thức làm nail khá tiện lợi cho các chị em, chính vì sự mới lạ này đã khiến giới trẻ xôn xao. Nhưng nó cũng không thể thay thế cho các kiểu làm nail như trước đây tại các salon. Thế nên, tùy theo thị hiếu và sở thích các nàng có thể lựa chọn luân phiên cho phù hợp nhất nhé.